Mở đầu chương mục tin nóng là câu chuyện liên quan đến xăng dầu hiện nay đang được người dân cả nước vô cùng quan tâm. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, cục quản lý thị trường thành phố đã đồng loạt kiểm tra các cây xăng trên địa bàn các quận Tân Phú, Tân Bình, quận 6 đang tạm ngừng hoạt động, kiên quyết xử lý nghiêm khắc nếu vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu. Tại cửa hàng số 6, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và dịch vụ xuyên Việt Oi, đường Lũy Bắn Bích, quận Tân Phú và cây xăng 202-204A, Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, lực lượng chức năng tiến hành mở bồn xăng dầu để đo, kiểm tra số lượng còn lại trong các bồn chứa. Qua kiểm tra thực tế, số lượng xăng chỉ còn 20-65 lít, dầu còn khoảng 1.300 lít, bước đầu ghi nhận cửa hàng chấp hành nghiêm túc các điều kiện kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng kiểm tra một số cây xăng khác như cây xăng số 102 Phổ Quang, quận Tân Bình, cây xăng số 1706 Phạm Thế Hiển, quận 8. Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc kiểm tra các cây xăng lần này nhằm nắm thông tin hoạt động kinh doanh có hay không tình trạng găm hàng để từ đó có hướng xử lý phù hợp.